từ từ bỏ vô nha, vuốt sạch luôn. Cảm cảm ha. Vuốt. Từ từ thôi, từ từ trộn 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 trộn. Đo cầm tay, đo cầm tay, quay đèn đo cầm tay. Quay đèn đo cầm tay. Hàng này trong cũ hàng dữ không? Trời ơi, lương luôn mà nhà ăn rồi vợ muốn chết. Như con rắn đó nha. Con nó 8 lạng, 9 lạng. Lương nhìn dữ luôn anh. Nè con này mới ghê nè. Đã chưa? Đúng hàng xịn như vậy nè, bông hết. 3 con lóc, 3 con lương. Lương nó ký không? Con hả? À? Con này à? Bỏ anh căng thôi. 7 lạng. Sao 7 được? Bự luôn chứ. Con này hả? Không dưới 9 lạng. Lụm lụm coi chứ. Dính được cái lóc bự ra cả nhà. Hồi nãy được ban lương khủng, giờ thêm cái lóc bự nữa. Từ từ cây gai không anh? Dục vô đó. Có chưa? Đủ quá, chạy rồi. Từ từ tìm con này gọi dục con đó. Anh bảnh dính con nữa cả nhà, con bự lắm. Tự nó gạch vô bụi cây đó đó, vô trong đó đó, kìa kìa kìa, chai nước, chai nước. Nung 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 dưới nè, nung nung trống dưới nó đi. Thấy vô bụi cây mà. Thấy chưa? Ôi, con lóc chà bả luôn trời. Thấy rồi cả nhà. Ui, thấy ra, thấy ra. Kìa. Trời ơi, cái lóc rồi cả nhà ơi. Chưa, 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 chưa. Rồi, dục quá. Anh vẫn nhìn con vượt qua nha cả nhà. Thật quá. Rồi, chết luôn. Má nhẹ tách. Nhậu. Rồi, bóng rồi. Nè, cầm hai con. Ừ. Thôi. Hai con nữa nha. Bên bóng hả? Ừ. Cá đẹp. Cá đẹp bên này à? Đường cặp đây cả nhà. Cá đẹp, cá đẹp. Ừ. Ui trời ơi, trời ơi. Anh gọi cho tiền qua bên hải. Ừ. Rồi, rồi. Rồi, rồi, bắt đi, bắt đi. Ui, đừng mực, đừng cắn. Nhỏ. Bỏ ra sẵn bự lắm. Từ từ thôi, anh bỏ vô từ thôi. Đúng gì? Đúng rồi. Nắm được từ thôi, từ thôi. Dở lên từ từ thôi nha, đừng bỏ gấp vô. Mọi lên.
cẩn thận. Xéo lại, xéo lại. Được chưa? Được chưa? Được. Chưa thấy ra đi, tao biết chỗ. Bên đây, bên đây. Cái đầu của má ơi. Đụng, 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 đụng. Nhỏ nhỏ thôi. Lên chưa? Chưa. Từ từ đắp kéo lên. À, từ từ bỏ vô nha, vuốt sạch luôn. Cảm cảm không? Ừ, vuốt. Vuốt. Từ từ thôi, từ từ, ừ, trộn 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 trộn. Đo trong tay, đo trong tay, quay đèn đo trong tay. Quay đèn đo trong tay. Trời trời. Cái này chịu nổi. Có khi nào ở đây hai con nữa. Cho thấy nước ruột ruột đi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Vuốt từ từ, vuốt từ từ nha. Vuốt lên, lấy tay trong khi chặn lại. Thôi thôi. Nó phải lặn. Trời ơi. Mới giận nước đó. Phải không? Mới thấy giận nước mà. Hay con nhái. Gì? Nó dán màn nó lên chưa qua ở ngoài này nè. Ngồi đâu? Đây luôn. Mày ngồi ngay đó hả? Anh Hải đi xôi xôi cua á cả nhà. Anh thấy một người cũng lớn tuổi mà đạo phức rồi, ngồi ở đây. Anh đi chụp được hai con ếch rồi, dài hai con ếch mất tiêu luôn cả nhà. Ngay chỗ này nè cả nhà. Này đây quay. Nói về gà.
Trời ơi. Lụm coi nha. Dính được cái lóc bự nha cả nhà. Hồi nãy được ban lưu khủng, giờ thêm cái lóc bự nữa. Từ từ cây gai không anh. Dục vô đó. Có chưa? Hay da được nghe nữa. Rồi đủ quá, chạy rồi. Từ từ tìm con này gọi dục con nữa. Anh bảnh dính con nữa cả nhà, con bự lắm. Tự nó gạch vô bụi cây đó đó, vô trong đó đó, kìa. Ôi, chai nước nung dưới này, nung trống dưới nữa đi. Thấy vô bụi cây mà. Thấy chưa? Ủa, coi nó chà bả luôn trời. Thấy rồi cả nhà. Thấy ra. Kìa. Trời ơi, cái lóc rồi cả nhà ơi. Chưa. Rồi dục quá. Anh vẫn nhìn con vượt qua nha cả nhà. Thắt quá. Rồi, chết luôn. Má nhẹ tách. Nhậu. Đợi bóng rồi, đợi bóng rồi. Nè, cầm hai con. Thôi. Hai con đấy nha. Bên bóng hả? Cá đẹp bên này à? Đường cặp này cả nhà. Cá đẹp. Lên gù trên đây có lương nữa đó. Bữa nay cái kèo thơm phe cả nhà nè. Phật biết. Hàng khủng không cả nhà ơi. Đó. Đây. Ít sâu. Ôi siêu sụp lỗ rồi. Sâu lắm á. Nghe ủng đó. Nằm chưa? Dính rồi cả nhà. Phê hàng con gì đây? Nó đang mồi nè, cá nó nằm rồi. Chỉ có không? Lùa từ rồi. Cỏ nhiều quá. Đụng chưa? Chưa đụng anh Hải ơi. Bỏ xuống mồi luôn ơi. Trong này à?
Có rồi. Có, lên trên đây. Đâu sọc đây à? Ê, lên trên này, lươn bự lắm. Lươn. Thấy cái chuột này hả, chuột này nó chuột dưới lại, rút lại rồi. Rồi. Lươn bự lắm. Tụt nguyên đầu lên luôn. Lươn tụng chụp nguyên khúc lên luôn. Đúng không? Lươn khúc lên khúc này nè. Không thấy. Tiêu anh Hải ơi. Gì? Ở trên nó gắn. Thấy. Vậy chừng gắn qua đó hả? Tiêu rồi, nung nung lên trên đây chút nè. Nè chỗ này nè, chỗ này nè rút xuống nè. Ừ, nãy nó thụt lên cặp cái cây này nè. Có không? Tiêu thấy rồi. Nó tiêu trời. Ê. Hả? Nông qua đây luôn. Chảy rồi cả nhà, bự lắm. Tiêu rồi. Đéo thấy đâu. Chuột lên khúc. Ờ, ngon quá. Chú Trần Hải đảo qua dòng nước. Đảo lại. Để anh đi đặng đi ông đảo lại cả nhà. Anh ngồi bên đó hả? Dài quá. Thấy nó mới được. Thấy em thấy chuột ra cái đầu gan khúc mà. Không biết con rắn hay đàn lươn nữa. Hàng con này nhóc luôn cả nhà ơi, hàng khủng không. Tối thui rồi không thấy gì trơn cả nhà, chút về đổ cho nhà xem. Giờ anh Vinh còn cá lóc anh lùa quần thay ra kìa cả nhà. Cá lóc đẹp. Đó, cá đẹp hết biết luôn cả nhà. Cá lóc đầu to. Đợi anh lại mà gà lại cái chỗ này ha cả nhà. Mới xảy. Đợi nó giờ. Dọn nước rồi. Dọn nước đó thấy không? Hay nước ổn động. Cái đường nữa đó. Đó, đây nè. Nước lên tới. Đi chưa đi. Đi chưa đi. Đấy, đây, để tôi. Ừ, héo quay. Thank you.
Dạ. Thôi bây giờ về ha cả nhà. Về rồi anh đổ ra rồi mời cả nhà xem thu nhập đêm nay nha cả nhà. Để xuống được vừa, bỏ xuống lẹ lên là được. Tám lạng thấy chưa? Tám lạng. Đủ, nó nói rồi. Mấy cá đó được ký không? Cá đó chắc ký cá lóc. Con này bảy lạng. Con này cũng vậy luôn, cặp luôn. Cá đó là gì được ký? Hai con cái nhà. Cá à? Được. Yếu nguyễn bảy lần mấy à? Chưa bảy lần. Cái lóc đen con này hả? Con này ký à? Rồi cái lóc quá ngọt. Đúng quá thì ký luôn á. Con tám lạng, con này sáu lạng. Này sáu lạng yếu. Con này nhỏ con cái lóc đi. Ngon quá trời. Con em cùng con được bảy lạng. Dữ vậy?
hai con hết biết. Trời ơi. Gì vậy? Đi, đi đây. Gì vậy? Cái chạy xe đậu vô luôn luôn. Vô to hả? Ừ. Con chiếc xe hơi chạy đậu đây nè. À, thu nhập buổi tối hôm nay của anh Hải nha cả nhà. Chỉ đó cho mượn đó. Cho mượn đi chơi hôm nay nó trả em. Tìm mê. Bao nhiêu đây coi hay là sống một ngày. Chạy ghe. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video này nha. Đến lúc đây cũng chào cả nhà. Rồi hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo nha. Lương hả? Bà đó hả?